ơi, cái to đá này. Đi đâu mẹ con, đi đâu người ta? Đi kiếm mẹ con với chị không? Ui dồi ôi, Tiên chạy rồi. Mẹ đang làm cái này cho hai đứa ăn nè. Cho con nhà bới. Xúc xích với xiên nhưng mà con đụng tay vào đây nó bẩn lắm. Để tí nữa rồi mẹ làm xong rồi con ăn nhá. Nhớ ngồi xem mẹ làm thôi nhá. Xúc xích với lại xiên đấy nhỉ. Từ từ chờ mẹ nhá. Bố anh gấu, cái này là xiên vị gì? Bò. Rau củ. Rau củ. Đấy, mẹ làm nhiều lên là tí đã xiên cho. Đấy, anh em ăn luôn nhỉ. Thôi, em gấu cũng xiên à? Bên mẹ làm cho. Mẹ cho con xiên được không? Được. Thì có biết làm không? Thì chỉ biết ăn thôi chứ thì làm gì. Con mình xiên tát quá rồi tí nữa nó phồng lên là nó đầy hết ra ngoài đấy con ạ. Con làm xiên que. Gần hết rồi đấy. Mẹ xiên xong là mẹ chiên cái nữa là được nha. Chiên pháo to mới được. Nhiều nhờ. Đi ngồi chờ lâu không? Hai đĩa đầy rồi. Rồi, được rồi. Giỏi quá. Úi dồi, em gấu xin ngược. Được rồi. Giỏi. Ngon quá mẹ ơi. Thì không biết làm gì, ngồi mút tay. Thì thấy chị gấu làm giỏi không? Hả Thi? Chị gấu làm giỏi không? Thi mà biết làm được như chị gấu nhỉ? Chân xe bò rừng. Bò rừng luôn à? Bỏ cái tay ra đi con, đừng có mút tay. Mút tay này xấu lắm. Đã là ok. Chuẩn bị chiên thôi. Hai cục. Đây. Một cục. Hai cục. Con xiên thấp quá. Con xiên xuống thấp quá. Rồi. Rồi rồi con xiên cái này nữa rồi tí mẹ sửa lại cho. Ok. Mẹ xin nha. Rồi con đem cái đấy ra ngoài cho mẹ đi. Đem ra ngoài chậu ấy. Này để mẹ con xiên nha. Chị gấu xiên đi. Đây. Rồi đi xiên thôi, đi xiên.
Rồi bây giờ hai chị em lên nhà chơi để mẹ chiên nhá. Đi chạy lên nhà chơi đi. Mẹ chiên một lúc nữa là xong rồi đem lên cho hai chị em ăn nhá. Nhưng mà bây giờ chưa chiên, đang sống. Để mẹ chiên đã nhá. Rồi nhá. Là cái này để mẹ chiên xong rồi tí nữa chín rồi hai chị em ăn nhá. Dạ. Ừ, hai chị em lên nhà chơi đi. Chơi thôi. Để chị chăm cái gì cho em đi chơi nhé. Tô với chị không? Không ạ, cái tô này được rồi, đó nè, đó hết đó nè. Thank you.
Ngọc ơi, mẹ xong rồi đây. Em đi đâu rồi con? Này. Rồi, bước đây nhà để ta ăn nha. Đi rồi. Đi chờ mẹ lâu không? Này ăn rồi. Ở đây. À, ăn chưa? Con đưa cái đĩa tương lại đây. Cái tinh ngồi đây kia. Đi lại đây con. Ba nhỉ? Ba để mẹ xem xúc xích mẹ chiên trước để xem nó nguội chưa nào. Mẹ nguội chưa? Đi đi vô đây con. Đi đi. Nguội chưa mẹ? Chưa. Mẹ vào đâu nè? Gọi rồi, mẹ mời hai chị em. Rồi, đấy thì khi cầm ăn ngon lành rồi. Nên mẹ mời hai chị em nha. Còn nóng không ta? Mẹ ơi à, mẹ chấm tương ăn này ngon không? Ngon, ngon lắm. Mẹ chấm tương ăn ngon không? Ngon. Trời bá. Nhưng mà nó hơi cay cay á. Sao Ti lại lột cái vỏ ra con? Vỏ ăn ngon mà. Thế đi. Phải đây. Vỏ rồi. Hết luôn cho nào. No quá. Chưa ăn hết một cây mà đã no rồi. Ăn xong rồi ăn thử xiên xem ngon không nhá. Một cái vỏ cũng ngon. Đúng rồi.